Cái này á, tôi nghĩ là cái này gốc ngoài của nó là đó, cái này gốc trong của nó thấy không, gốc ngoài cưa nó làm đường nè, nó giữ lại thấy không đó, nó cưa ra để làm đường, mấy đường nè. Nhưng mà cái này nó cũng bảo vệ, chắc hồi xưa nó cũng cắt à, phải không? Hả? Hồi xưa chắc nó cũng thay thác chứ. Nó cắt làm... Chắc hồi xưa cũng thay thác, nhưng mà giờ nó... Nhưng mà nó để, cũng để lại. Cũng để lại. Có gõ đỏ đó, gõ đỏ mà như nhà cũ hồi xưa hôm qua đó. Ồ, có cây nè, bự ghê không? Cả nó ra che mặt rồi. Bự Evi Tree rồi. Bự Evi Tree hả? Wow. Các bạn lưu ý khi mà mình đi vô cái công viên này á, cái sơn mà màu xanh xanh vậy đó là người ta sơn là dấu hiệu là cây đã chết rồi, người ta sẽ cưa xuống đó, phải không, sẽ cưa xuống đó, giống như bên đó hả, thấy sơn màu xanh dưới gốc cây không đó, cây á, cái đó sẽ cưa xuống tại nó chết rồi, ta cưa xuống hả. Gửi cái này mình đi cái trời nhớ đem theo nước. Đi lên gọi lên dốc rất là khó lên gọi nha. Đi từ từ rồi không khí ở đây rất là mỏng. Đó. Nên mình đi từ từ đi lên thôi. Đi đi nhanh quá hết hơi. Hôm nay có nhiều châu Âu đi du lịch. Đúng sơn bên kia rồi đó không? Có màu xanh không? Đó là cây này chết rồi sẽ cưa xuống. Đó, Miss Queen là đó, Miss Queen đó. Đó. Cát tì là đó, cát tì, cát tì muốn thành chim muốn nào bay nè đó, đó bay. Lẹ đi con. Đi bên đây con, đi qua một bên để cho người ta đi xuống. À, nhiều người châu Âu đi, châu Âu thích đi cái này. Ừ, làm đẹp á. Sequoia National Park. Nơi này có nhiều cây, những cây thông to nhất thế giới. Những cây thông có tuổi đến 3.000 năm tuổi trở lên. Kéo mình lên đi con. Ở dưới đây có những cái thác, những cái suối chứ. Rất là đẹp. Những cái suối này được tạo thành những cái nước, những cái tuyết ở trên núi chảy xuống, tan ra chảy xuống thành cái suối đó. Rồi, nó có đường để cho mình xuống mà nó rơi xuống những cái suối. Vô. Làm đi vô con. Đây. Hôm nay có trái, có trái rừng rồi đó, con mình cẩn thận. Mát lắm á. Tóc mát. Có
này cái gì cũng đẹp hết. Những cái cỏ mà nhìn còn đẹp nữa, những cỏ qua ngoài đường mà nhìn còn đẹp nữa. Ở suối này tiếc quá mình không có thời gian để đi xuống mình khám phá dưới, quá đẹp. Mình mua món gì cô? Hả? Mua gì Miss Queen? Còn mua cái đó như cái trên. Mua cái đó ở trên là cái gì? Mua bắp hả? Nghe quảng cáo ăn thử. Cái này cũng có chi nè. Nhưng mà nó không có ớt thôi. Ừ, bắp luôn. Nhưng mà nó bỏ cái gì giống như chiếc quá vậy. Đi giữa đường thấy cái tiệm mễ này, truck này mình ghé thăm anh rồi đó. Là ăn gì cụ? Hả? Ăn gì? Đúng rồi là bắp. Nhưng mà cho nè cái gì? Bắp. Không, nó hết rồi. Với lại muối mễ hả? Đúng rồi. Thấy dưới giỏng ăn cay được. Ồ, đặc biệt đó. Còn Miss Miss Peter ăn miếng trẻ là đó. Gà heo đó. Cái này con ăn thử lắm nè, quá ngon. Làm thơm à, ăn giữa đường như này đó thấy không hả? Ủa con một cái cay nữa cay hả? Ok. Xe food truck này nằm giữa đường luôn. Bên hông highway. Trang trí food truck này quá đẹp thấy không? Nó có số, mình chỉ cần mình số mình là nói là số gì mình muốn ăn cái gì. Ví dụ 34, số 34 là cái này đó. Đủ loại hết. Đối diện mình là cái farm tangerine. Đó. Cái rẫy quýt. Cất đoạn mễ trái hả? Trái không hết. Trái dễ ăn hơn. Thử đi nè, cho anh con mì thử nè. Để review nha, để coi review ăn ngon nha. Tới. Con. Trời mới bảo miệng chưa kịp nhai là anh đã phản ứng rồi. Bơ hả? Mayonnaise với cheese. Chip. Cái này là cái chip mà. Chip cay à phải không? Đúng rồi. Ê, cầm đi quá. Cái nó bẻ ra đó. Cầm món ta ăn đi cho đau bụng. Khác nhau hả? Khác. Ăn cho đẹp nha. Cái này gì? Cái giống vậy mà không có cây. Thử đi. Cho bắt cái thử cho. Vậy nó ăn nữa. Lát nữa. Ở chỗ bóp nước. Chắc kì. Sao vậy? Nắng hả? Nắng đóng cửa rồi nha. Ủa bia bao lâu? Đó. Cho mình ăn nữa không ta? Bỏ vô. Chưa xong bao hả? Gì? Chưa có ba. Sao? À. Ngon không? Ăn ngon không? Dạ. Ngon quá hả?
Cầm cho mẹ ơi Lam. Để cầm nha. Lam à. Đó, cái chân trắng là da heo nè, da heo rồi tôm, nãy ăn cũng được, ăn gần hết rồi, da heo hả? Tôm. Gần hết rồi. Không nên. Giờ biết cách làm. Ông làm sao rồi? Nó làm cái này bỏ chi với lại à, ông chủ thấy mình quay phim tặng mình biết cái này cái gì nha. Wow, ngon á. Không có rượu. Chúng tôi dâu. Cái này nè, số 66. Đó. Quá ngon. Cái này. Hả? Xăm mấy? 66. 68 mày phải đặt cái tên thôi. À. Tiếng Mễ. Tiếng Mễ gì? Where's the con? Chưa à? Đó. Yeah. Thank you. Thank you guys. Yeah. Thank you. Yeah. Cái này trước nhà của cụ dân à. Hey, hello. Chị tắt quá. Chơi rượu. Cái mận. Ăn quá nha. Mấy cái palm này đẹp quá không? Hả chơi không gì, bắp ra bỏ đi. Rồi để. Nó vàng mướp nhà nên. Mướp này làm gì nó cứng rồi không? Cứng cáp. Có đóng gì nè, đóng đây, quan trọng nè. Đóng vàng lên, quan trọng là mấy cây xéo xéo này nè. Ôi, đó, mấy cái này vậy hả? Ờ, mấy cây xéo qua mà. Xéo lại là nó giữ cứng á. Dạ. Cột.